bồn á. Ôi trời, ngã bồn chả. Giữ em thì cũng ngã đấy, nó xuống là ngã đấy. Kìa ấy, không có biết cái gì đâu mà nó lật lên là xuống ngã. Giữ mọi người nó, giữ mọi người. Như nhốt trong lồng. Nó không ngồi yên được. Rồi, cười, ngã gặp mặt cười à. Ngoài này mát nhỉ? Hú à, hú à. Cái gối này. Chú về trên đi đùa với ai? Ok. Máy tính, điện thoại. Ôi trời ông ơi. Thì chơi mãi, mỏi quá. Chú chơi game không ngừng nghỉ nhờ. Ừ. Thuốc còn kỳ lại. À, Trung Thu năm nay thì những tinh quang nó đảo to lắm. Vâng. Không, năm nay nó sẽ đảo to nhất nước ấy. Đúng rồi, năm nay cơ bản là nó phải có lợi từ du lịch thì nó mới làm. Chứ trên đời này làm gì có bữa trưa nào là miễn phí. Kinh nhà, kinh nhà, kinh nhà. Bao nhiêu khách nó đổ về nó phải thu được tiền du lịch nó mới làm. Anh đi bóng của bác Thương. Đi bóng của bác Thương. Lỗ có chị à? Lỗ có chị là chị là xuống đi. Ít là nước còn chỉ ngã kia. Con chi kia, không cho mày ra. Thì ta ngã rồi đi. Ngã cái là ngã. Ngã cho nó ra. Không đầu vốn. Rồi ra, đi ra. Công, ta. 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 Ừ. Sao phải giữ vệ hả chi? Má. Ê. Không lấy vệ đấy chứ, phải đau chứ. Hai giờ chị, sao phải giữ vệ không cho vệ nghịch? Ừ, sao phải giữ vệ? Chi to. Chi nổi tiếng là cái sỉ đó. Còn rác ở đây để cho nó ngã chứ nè. Ngã ngã đi nè. Con nhà xong đóng lên rồi.